Thưa quý vị, giá xăng dầu, sắt thép, nhựa đường đều tăng, khiến giá thực hiện các gói thầu dự án cao tốc Bắc Nam tăng 20–30% so với giá trúng thầu. Giá vật liệu tăng ở mức trên, nhưng nhà thầu chỉ được tính trượt giá 5–6% nên bị thua lỗ rất nặng. Hiện các nhà thầu đang kiến nghị các cơ quan bộ ngành tháo gỡ khó khăn trước biến động này. Trên các diễn đàn, nhiều bạn đọc chia sẻ với các nhà thầu trước thực tế này. Theo các bình luận, cao tốc Bắc Nam toàn gói thầu lớn, nếu giá vật liệu trên tới 20–30% vậy, là 1.000 tỷ, lỗ 300 tỷ thì sao doanh nghiệp tồn tại được? Chủ đầu tư cũng nên xem xét bù giá để các nhà thầu tiếp tục thực hiện vì lý do khách quan. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng đã làm kinh doanh thì phải có lời có lỗ và phải chấp nhận theo cơ chế thị trường. Đặt câu hỏi ngược lại, nếu giá vật liệu hay xăng dầu giảm so với thời điểm trúng thầu thì nhà thầu có chia sẻ khoản lợi nhuận đó cho chủ đầu tư hay không? Theo nhiều bình luận, làm nhà thầu xây dựng bây giờ quá nhiều rủi ro. Nếu giá vật tư tiếp tục tăng thì rất khó khăn cho các nhà thầu vì đa số hợp đồng trọn gói, trong khi việc điều chỉnh giá rất khó khăn dẫn đến nhiều công trình bị chậm tiến độ hoặc không thể tiếp tục thực hiện. Theo Bộ Giao thông Vận tải, về lý thuyết, các hợp đồng xây lắp của dự án cao tốc Bắc Nam điều chỉnh theo chỉ số trượt giá CPI. Các khó khăn của nhà thầu do giá vật liệu tăng cao sẽ được giải quyết thông qua việc tính toán chi phí điều chỉnh giá. Tuy nhiên, chỉ số giá chưa được các địa phương công bố kịp thời và chưa phù hợp với biến động thực tế. Để tháo gỡ khó khăn, ngành giao thông vận tải đang đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng kịp thời, phù hợp với giá thị trường. Xem xét xây dựng chỉ số giá riêng cho các gói thầu, các dự án cao tốc, khác với chỉ số giá vật liệu cho các công trình xây dựng trên địa bàn.